Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên lần 1 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng. Tường thuật trực tiếp trên VITV.vn, diễn đàn Bất động sản Việt Nam.vn.